Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời có tên là Solar Knight, công suất là 100W, chuẩn AB trong nước là AB65. Cái đèn màu xanh lá cây nhấp nháy này á, và cái con số màu đỏ này là hiển thị cái dòng sạc vào. Nếu mà ban đêm hết ánh nắng mặt trời á, thì đèn sẽ tự động bật. Đây là cái tính năng auto. Mọi người có thể thấy bây giờ thông số hiển thị phần trăm pin á là 98%, 97%, 98% nè. Còn khi mà mình ngửa cái tấm pin lên á thì nó sẽ là cái dòng báo sạc vào cái dòng volt á. Và đây là cái ánh sáng mà một bạn. Đây là ánh sáng màu trắng. Tiếp theo là cái ánh sáng màu trắng và màu vàng xen kẽ lẫn nhau. Đồng bộ là màu trắng hết hoặc là vàng hết, hoặc là vừa trắng vừa vàng. Còn khi mà mình lật tấm pin trở lên á thì đèn sẽ tự động tắt. Đây. Và khi nó lật lên thì bây giờ ban ngày nó có ánh sáng tự động sạc vào. Và cái dòng sạc vào của nó bây giờ là 49V. Nếu mà mình tắt pin trở lại á, thì là cái đèn nó sẽ tự động bật lên. Chỉ cần mất ánh sáng nó sạc, nó không sạc nữa thì nó sẽ tự động sáng trở lại. Đấy. Chỉ cần ngửi ra ngoài có nắng thì nó sẽ tự động tắt. Tiếp theo là một cái số thông tin chính của cái tấm pin này. Cái tấm pin này là 20W, dòng ra là 6V, tối đa của nó là 3,33A, hở mạch của nó là 7,2V, và cái dòng ngắn mạch đó là 4A. Cái size của cái tấm pin này là 350 x 350 và dày là 17mm. Tiếp theo trong cái bộ sản phẩm của chúng ta thì có sẽ tặng kèm thêm một cái thanh sắt nữa để mà chúng ta bắt cái tấm pin lên trên. Đây, cái thanh sắt này. Cái này mình sẽ bắt lên mái nhà. Và sau đó mình sẽ bắt vào cái tấm pin. Lật ngược lại nha. Cái này mình đang quay vòng một tay nên mình không có làm cho mọi người xem được. Cái này cũng đơn giản lắm. Và cái bộ sản phẩm sẽ có thêm một cái bộ tắc kê nữa. Tắc kê để bắt thanh tường. Và nếu mà mình bắt thanh sắt thì còn dùng cái tắc kê này. Cái nút màu đỏ ở trên là cái chữ là NC này á thì cũng không biết nó là cái gì, mình có bấm thử nhiều cái mà không có phản hồi phản ứng gì hết rồi, cũng không biết cái tính năng đó là gì. Còn cái nút on thì bên trái và nút off thì bên phải. Cái trên cái vòng tròn của nó khi mà bấm xuống thì sẽ giảm ánh sáng xuống, và bấm ngược lên bấm này thì tăng ánh sáng lên, ánh sáng mức tối đa hoặc là cao nhất hoặc ánh sáng thấp nhất. Nếu mà chỉnh sáng nhất thì nó sẽ mang hết pin hơn, và thấp nhất thì nó sẽ sử dụng được lâu hơn. Còn đây là nút blue này là white, là màu trắng. Khi mình bấm vào thì cái đèn nó sẽ chuyển sang màu trắng toàn bộ hết. Thì nó sẽ bật một cái 50% bóng là bóng trắng trong cái đèn này. Còn nếu mà chúng ta bấm vào nút y là yellow mà là màu vàng thì nó sẽ bật 50% bóng màu vàng. Còn cái nút tròn chính giữa là W trên Y là white trên yellow thì nó sẽ bật ánh sáng vừa trắng và vừa vàng. Này, tiếp theo là nút ở bên dưới của nó là nút auto để tự động chỉnh cái giờ mà bật tắt. Và ba nút liên tiếp của nó là sẽ là những nút hẹn giờ, 3 tiếng, 5 tiếng hoặc là 8 tiếng. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình. Ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, trắng vàng, rồi được rồi, ánh sáng hai màu, màu trắng, màu vàng.
hai màu.